Chào các bạn, trong video này á, mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cái bo nguồn led driver nha các bạn. Đây nè, đây là cái mạch nguồn led driver nha các bạn. Cái nó nằm nguồn led driver này là cái nguồn power supply cung cấp nguồn cho tất cả các đèn led trong gia đình nha các bạn. Như các bạn nhìn đèn led tích lắp T8 hoặc là led bulb, led âm trần, led chữ U các bạn, là hoàn toàn là muốn module led hoạt động các bạn, cái dãy led hoạt động á. Mấy muốn chip led này hoạt động các bạn là cần phải có cái nguồn power supply cấp là chính là cái nguồn led driver này nha các bạn. Đây là cái nguồn led driver của nó nha các bạn. Ở đây mình đã vẽ được một cái mạch nha các bạn. Đây là các bạn nhìn nè, cái mạch là trực tiếp từ cái một cái bo nguồn led driver này nha các bạn. Cái linh kiện trong mạch đó rất ít nha các bạn, nên mình vẽ không quá phức tạp, cái này vẽ cũng dễ nha. Như ở đây chúng ta thấy nè các bạn, cái nguồn AC vào là hai dây nguồn nè, AC ngõ vào ha. Còn cái qua một cái đây nè, AC là hai dây nguồn vào nha các bạn. Đi qua một con IC chỉnh lưu. Đây nè, IC chỉnh lưu, đây là IC chỉnh lưu 4 chân nha các bạn. Chỉnh lưu này có tác dụng là biến cái nguồn điện AC 220V thành cái nguồn một chiều DC nha các bạn. Đây là một hình thức của đây, cái này là dùng IC chỉnh lưu, còn một nó là tích hợp các bạn. Nó tích hợp bình thường là nó sử dụng 4 con diode nha các bạn, 4 con diode rồi nè. 4 con diode rồi. Thay vì dùng 4 con diode rồi á, nó sẽ nó tích hợp lại thành một cái IC 4 chân nha các bạn, IC chỉnh lưu ha. Rồi qua cái tụ lọc nguồn nha các bạn, đây là tụ lọc nguồn nè các bạn. Cái tụ lọc nguồn này á, nó có giá trị là khoảng 6, những giá trị thông thường của cái tụ lọc nguồn này là 6,8 mi nha các bạn, 6,8 mi, 10 mi, 15 mi, rồi 22 mi nha các bạn, tùy nha các bạn, tùy cái thứ nhất là tùy công suất của đèn led nha các bạn. Đây là tùy công suất của led driver mà cái giá trị tụ này có thể tăng giảm nha các bạn. Đây nè, cái giá trị của cái tụ nguồn các bạn, nó giá trị là khoảng từ 300 đến 310 DC nha các bạn. Nó tăng theo tỷ lệ thuận nha các bạn. Ví dụ á, mà cái nguồn mà mấy cái nguồn 10 mi đi, đây nè. 15 mi á, 15 mi là cái giá trị nó đây là cái tụ 22 mi nha các bạn. Đây các bạn thấy không? Cái tụ 22 mi nó to hơn cái tụ 15 mi nha các bạn. Nó chứng tỏ điều gì? Nó chứng tỏ là cái điện áp ra nha các bạn. Điện áp ra nó sẽ lớn hơn xíu nha các bạn. Cái tụ này nó càng lớn á thì cái điện áp ra nó sẽ cao hơn một chút xíu nha các bạn. Nhưng các bạn ví dụ cái tụ 6,8 mi đi, cái điện áp ra nó dưới 310V nha các bạn. Còn các bạn khoảng dùng cái tụ mà 22 mi á, đó cái 310V DC nha các bạn. Nó chứng tỏ là cái gì? Điện dung á, cái dung lượng mà nó cái tụ này nó tích điện được các bạn. Nó tụ càng lớn thì cái khả năng tích điện càng cao nha các bạn. Nên cái điện áp á nó đồng nghĩa với điện áp ngõ ra sẽ cao hơn nha các bạn. Mà thông thường là cái giá trị là 300 đến 310V DC là sau cái điện áp mà chỉnh lưu này nè. Nó sẽ ra cái điện áp 310V DC nha các bạn. Rồi đây là sau đó là đến cái con IC dao động nè các bạn. Con này con IC dao động ha, IC dao động 8 chân nha các bạn. Hay còn gọi là IC nguồn xung nha các bạn. IC nguồn á, mà IC nguồn mà nó tạo ra xung dao động nha các bạn. Là IC nguồn xung nha các bạn. 8 chân, IC 8 chân nha. Rồi đây là cuộn dây nha các bạn, cuộn cảm ha. Nó có cái hình dáng đó, nó giống như một cái những cái bi áp xung nha các bạn. Trông có vẻ như giống như bi áp xung trong cái cục sạc điện thoại di động, nhưng mà không phải là bi áp xung nha các bạn. Bi áp xung là có 6 chân nha.
Còn cái này chỉ có bốn chân thôi, bốn chân là nhưng mà hai chân nó nói chung với nhau ha các bạn. Cái này là cuộn dây ha, cuộn dây nó có hai đầu thôi các bạn, đây nè cuộn dây. Còn đây là cái tụ nha các bạn, tụ lọc nguồn ra nha. Đây có diốt nha các bạn, đây là diốt nè, có vị trí diốt trên trên mặt nè các bạn. Rồi có hai con điện chở mồi nha các bạn, đây nè hai con điện chở mồi nè các bạn, nhìn thấy không, hai con điện chở mồi này á, 334 nè các bạn, mắc nối tiếp nhau nè, R mồi nè, 32334 mắc nối tiếp nhau và đưa vào chân số 4 nè các bạn. Đây nè các bạn nhìn dấu chấm không, dấu chấm là chân số 1 nha, chứ 1 IC nha các bạn. Đếm thì ngược chiều kim đồng hồ, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8 ha. Chân 334 là hai điện chở là ghi sục áp nè, nó sẽ cấp nguồn cho chân số 4 của con IC nguồn xung nha các bạn, IC hay gọi là IC chủ động á, để cho cấp nguồn cho IC hoạt động nha các bạn. Cái xung nha các bạn, xung trên đây là một số cái loại hình xung nha các bạn, như cái sóng nè các bạn, hình sin nha các bạn, cái này hình sin ha. Còn cái này là xung vuông, xung tam giác nha các bạn, xung tam giác hay xung ăn cưa đó. Nói chung là các bạn nghiên cứu về điện tử thì rất nhiều loại xung trong trong cái cách điều chế của nó nha các bạn. Còn đây là xung vuông này nó rất phổ biến trong các mạch kỹ thuật số nha các bạn. Cái tín hiệu số điều khiển á, cái tín hiệu 0101 bit 0 á, mức thấp nào, mức thấp là mức 0, mức cao là mức 1, 0101. Cái xung này điều khiển, ví dụ điều khiển trong cái mạch dùng VCD vi xử lý và điều khiển á, rất nhiều nha các bạn. Ở đây á, mình sẽ nói sơ qua, tại vì liên quan một phần đến cái mạch điều khiển này nha các bạn. Mình sẽ dùng cái xung vuông này nha các bạn, đây nè cái xung vuông này đã miêu tả cái hoạt động của cái IC nguồn dao động này các bạn, IC nguồn xung ha, hay là gọi là IC dao động nha các bạn. Đây là cái mạch nha các bạn, cái mạch mà mình vẽ trực tiếp từ cái bo nguồn led driver này ra các bạn. Ở đây nè, các bạn nhìn cho trên bo nè, ở đây là cái nguồn AC 220V nha các bạn, AC xoay chiều ha, 220V đi vào qua cái con IC chính lưu hoặc là cái cầu diode nha các bạn, chính lưu nó qua cái tụ lọc nguồn C1, qua cái tụ lọc nguồn C1 nó ra, đưa ra một cái, nó ra một cái B cộng là từ 300-310V DC. Cái nguồn này các bạn, nó sẽ qua hai con điện chở mồi R1 R2 mắc nối tiếp, điện chở mồi nè có giá trị lớn nha các bạn. Rồi nó đi qua cái tụ lọc nguồn C2 để nó cấp cái điện áp VCC cho cái IC nguồn xung này, IC dao động này nó hoạt động nha các bạn. Cái chân số 1 của IC là chính là chân mát nha các bạn, cái chân này chân nối mát ha. Cái chân số 2 á là cái chân hồi tiếp nha các bạn, cái chân nó nối điện trở nè rồi hồi tiếp ha, một đầu nó nối với chân 2, một đầu nối mát nha các bạn, đây chân hồi tiếp ha. Cái chân 3 là chân NC, NC là no connect các bạn, là không kết nối ha, NC nè là chân không kết nối, là nó bỏ trống nha các bạn, một là bỏ trống, hai là nó sẽ nối mát xuống mát nha các bạn, cái chân này sẽ nối mát ha, một số mạch nó nối mát hoặc một số mạch nó sẽ bỏ trống nha các bạn. Rồi cái chân số 4 này á, chính là chân cấp nguồn VCC cho cái IC dao động này hoạt động, IC nguồn xung nè các bạn. Chân số 5, số 6 nói chung với nhau, nó về cực D là cực máng các bạn. Cái cực này, cực bên trong cái IC này nó sẽ tích hợp một con MOSFET nha các bạn. Các bạn nếu mà các bạn tìm hiểu
muốn biết chi tiết các bạn lên mạng search và Moffat nha các bạn. Nó sẽ có cái cực cực D và cực S nha các bạn. Cực S ha. Thêm một cái cực nữa, cực G, cực cổng các bạn, là cái cực điều khiển nha. Cái chân 5, chân 6 này các bạn là cái chân D. Một đầu đó, nó sẽ nối vô cái D1. D1 là diode nè các bạn, cái con diode đây nè. Các bạn thấy không? Đây là diode nè, diode D1 ha. Đây diode D1. Một đầu sẽ nối vào cái cuộn dây. Đây là cuộn dây màu đỏ nha các bạn. Đây là cuộn dây. Cuộn dây á có cái, đây là cuộn dây. Rồi có cái chân C3, C3 là cái tụ này nè các bạn. Nè cái tụ lọc nha các bạn, tụ lọc nguồn ra C3 nha các bạn, C3. C3 là mắc song song với con điện trở nhỏ nhỏ này các bạn. Điện trở R3 nha các bạn. Còn ở đây á, cái chân CS này các bạn, chân CS này á, như con IC này các bạn, chân số 7 là nó khuyết nha các bạn, nó không có ha. Còn nhiều nhiều mạch á, nó có sẽ có con, tùy vào nhà sản xuất á, cái chân C7 á, cái chân 7 này nằm, nó sẽ được nối với chân 8 nha các bạn, hai cái này, hai chân này nối chung với nhau. Qua hai con điện trở, hai điện trở này chỉ số nhỏ, rất nhỏ nha các bạn. Mắc song song với nhau nhằm mục đích đó, hàng chở đã giá trị nhỏ, nó có song song với nhau, nó tạo thành giá trị điện áp nhỏ nha bạn. Nó sẽ tạo ở đây một điện áp nhỏ hay cái giá trị nhỏ các bạn. Đây nè, các bạn nhìn thấy trên mặt không, đây là con điện chở của nó. Nếu mà có giá trị nhỏ một con hoặc là có thể hai con nha các bạn, hai con mắc song song với nhau nha các bạn, nó nhằm tạo ra một cái giá trị điện trở nha các bạn. Như đây nè các bạn, đây nè cái bộ nguồn led driver này nha các bạn. Là cái chân số 8 nè các bạn, cái chân số 8 nè. Đây, chân số 8, số 7 cũng khuyết nha các bạn. Chân số 8 nè, nó sẽ nối vào hai con điện trở nhỏ nha các bạn. Hai con điện trở nó nhỏ này nè, giá trị nhỏ nè các bạn. Nó mục đích gì? Hai cái điện trở này các bạn, nó sẽ tạo ra một cái giá trị điện trở, tại vì nó mắc song song á nên cái giá trị nó sẽ bằng 1/2 có giá trị đó các bạn, hoặc là cái tính điện trở tương đương các bạn, điện tử tích chia tổng á, là nhằm mục đích là tạo ra giá trị điện trở nhỏ, là chính là cái điện áp nó gây, cái điện trở nó tạo điện tử tương đương là gây sụt áp cái chân CS nha các bạn. Sụt áp chân CS này là sụt áp cái chân số 8 nha các bạn. Và nguyên lý hoạt động của cái con IC nguồn xung hay IC dao động này các bạn, mình sẽ tóm tắt như sau nha. Cái con IC nguồn xung các bạn hay IC dao động này nó sẽ không hoạt động liên tục nha các bạn. Nó hoạt động trên chế độ cơ chế ngắt dẫn. Là khi mà nó dẫn á, dẫn xong rồi nó ngắt. Bây giờ mình sẽ minh họa cái này, minh họa bằng cái nguồn xung nha các bạn. Cái nguồn xung này là xung vuông nè, xung vuông cái chế độ không nè các bạn, không là ngắt nè các bạn, một là dẫn nha, không một nè, không một, giống cái kỹ thuật số nha các bạn, cái là kỹ thuật xung số ha, là không một, không một, một. Mình ví dụ nha các bạn, ví dụ cho nó dễ ha. Là trường hợp nó dẫn nha các bạn là mức không á, ví dụ IC này nó dẫn, sẽ dẫn khi mà nó dẫn nha các bạn, là cái chân này là cấp nguồn cho IC hoạt động ha. Đây nè, B cộng á, khi mà IC này dẫn á là cái chân 5, chân 6 nha các bạn. Cái chân 5, chân 6 á nối chung với nhau là chân cứng D. Và chân CS này là chân số 8 nè, hai cái nối với nhau nha các bạn. Đây là để mình vẽ cho. Trường hợp mà nó dẫn nha các bạn là chân hai chân này nè, chân mình gạch nối nè. Các bạn thấy không? Bình thường á là nó hở ra các bạn, nó hở mạch ha. Cái chân chân 5, chân 6 nè, với chân 7, chân 8 là nó ví dụ nó hở mạch nhanh.
Khi mà IC này nó dẫn nha bạn là cái chân D nè với chân CS nè, chân D với chân CS nó sẽ cái điện trở lúc đầu á, cái điện trở bên trong các bạn là cái bên trong MOSFET này nó sẽ cực lớn nha các bạn, nó lớn lắm. Mà khi mà nó dẫn các bạn, nó dẫn sẽ thì cái điện áp, hay nói cái điện, nói điện áp hay là điện trở các bạn, cái điện trở giữa cái chân D và chân CS này các bạn nó sẽ giảm dần nha bạn, nó giảm xuống đi, nó giống như con BCT, con transistor á, nó sẽ vẫn bảo hòa nha các bạn. Nên cái điện áp, cái điện trở này nó giảm rất nhỏ, như mình giống như cái khóa công tắc á, nó nối nhau cái chân 5 chân 6 nè, nó sẽ nối với chân 8, nó tạo ra mặt dao động nha các bạn. Đây nè, chân B nè, nó đi qua chân C, C3 đi qua cuộn dây đúng không, C3 nó qua cuộn dây nè các bạn, qua cuộn dây rồi qua chân D, chân 5 chân 6 và chân số 8, nó qua hai điện trở này nó xuống áp, gây sụt áp nha các bạn. Là cái đây là cái chu trình mà nó IC này nó hoạt động nha các bạn, nó dẫn nha ha. Còn khi chu trình mà IC này nó ngắt các bạn, nó ngắt đây để mình vẽ thêm ha. Đây cái đường I1 nha các bạn, mình sẽ nói về cái vấn đề cái dòng dòng I1 nha các bạn. Đây đây là cái dòng I1 nha các bạn. Khi mà IC dẫn á là nó xuất hiện cái dòng I1. I1 á, dòng I1 là cường độ điện á, nó sẽ qua, nó nạp cho cái tụ, nạp điện cho cái tụ C3. I1 nạp đồng thời nó đi qua cái cuộn dây này, nó cảm ứng lại nha các bạn. Nó sẽ đi qua rồi nó đa qua cục D, chân D nè. Tại vì khi mà IC nó dẫn á, nó hoạt động á là cái chân DCS nè trong MOSFET á, nó sẽ nối với nhau nha các bạn. Rồi nó qua hai điện trở sụt áp đây nè. Và nó sẽ bờ mát. Là quá trình nó dẫn nha các bạn. Còn quá trình khi mà IC ngưng các bạn, IC ngắt nè. Khi mà IC nó không hoạt động nha bạn, nó ngắt á thì cái điện áp trên cái tụ này bạn, cái điện áp trên cái tụ này giảm nha bạn, nó sẽ thấp hơn. Đồng thời cái cuộn dây này các bạn nó sẽ tích lũy một cái từ trường, khi mà nó lúc đầu á nó IC, khi IC này nó dẫn các bạn, IC này nó hoạt động á là nó sẽ tích lũy trên cái điện này nào một cái từ trường nha các bạn, cái từ trường để tích lũy năng lượng ha, trên cuộn dây này nè nó tích lũy vào năng lượng. Lúc đầu á là cái tụ C3 được nạp điện nha các bạn. Và sau cái điện áp trên cơ cực này nó giảm nha các bạn. Nhưng mà cái điện áp trên đây á nó sẽ tăng khi mà cái IC này nó ngắt á, nó cách ly điện á. Là cái điện áp trên chân A nè, mình để mình ghi ra, cái chân A nè, cái chân B nè. Điện áp trên chân A này các bạn, nó sẽ tăng ha, khi mà IC này ngưng á, nó không dẫn nữa. A sẽ lớn hơn B. Cái điện áp trên A lớn hơn B. Nó sẽ xuất điện, nó sẽ xuất hiện một cái dòng điện nha bạn, khi mà IC này ngưng á. Đây nào nó sẽ xuất hiện cái dòng I2 nha bạn, cái dòng I2 là nè. Rồi các bạn thấy không, cái dòng I2 á, I2 nó sẽ dòng đây là nó chạy ra bạn. Vì trên cái này á, nó tích lũy một cái năng lượng điện rồi, khi mà lúc đầu mà nó dẫn á là chân A, điện áp chân A, điện áp chân A sẽ lớn hơn chân B. Nên nó sẽ chạy qua cái nè, điện áp trên từ cái cuộn dây này các bạn. Tại vì lúc này cái điện áp trên cái tụ C3 này sẽ giảm rồi, khi mà nó ngưng á lại nó giảm rồi. Từ đó cái cuộn dây này nó sẽ sinh ra cái năng lượng điện nha bạn. Tại vì nó tích lũy á. Rồi nó sẽ đi qua cái cuộn D1, D1 cái tạo tạo cái dòng I2 nè các bạn, nó đi vòng nè, đi theo hình vòng nè. I2 nó sẽ nạp, nó nạp là ngược lại cho cái tụ C3.
đạp ngược lại cho tụ C3, là chứng tỏ là cái điện áp C3 này lúc nào cũng cũng có cũng duy trì nha bạn. Là cái C3, cái VC3 nè. Lúc nào cũng duy trì. Lúc nào cũng có nha các bạn, cái tụ C3 này lúc nào cũng có đó. Nè, cái điện áp trên cái tụ C3 này lúc nào cũng có. Khi mà cái con IC này nó dẫn á, là nó nạp nạp cho tụ C3. Đồng thời nó nạp, nó tích trữ năng lượng cho cái cuộn dây này. Khi cái IC này ngưng hoạt động á, là cái cuộn dây này nó sẽ tạo cái nguồn, nó cung cấp ngược lại cho cái tụ C3 nha các bạn. Nên cái tụ điện C3 này nó luôn luôn có nguồn, nó không bao giờ nó hết nguồn cả đó. Như vậy nha các bạn, IC này á nó hoạt động cho cơ chế ngắt dẫn nha các bạn, nên lúc dẫn lúc ngưng, lúc ngẫn ngưng, nó giống như có hoạt động giống như sung này các bạn, như sung vuông này nè, ngưng dẫn ngưng dẫn ngưng dẫn. Cho dù cái IC này nó ngưng hoạt động hoặc là nó dẫn các bạn, thì cái điện áp trên tụ C3 nè lúc nào cũng bắt buộc là phải có nha các bạn. Đây nè, cái tụ ngõ ra nè bạn, cái tụ C3 lúc nào cũng phải có điện áp, điện áp ngõ ra phải có, bắt buộc phải có để nhằm nó cung cấp cái nguồn điện cho cái dãy led này hoạt động nha bạn. Chúng thôi trường hợp mà nếu mà nó không có thì nó không có chức năng này, thì khi nào IC này ngắt là cái nguồn này cũng ngắt luôn, là mất nguồn cấp cấp cho cái dãy led này luôn nha bạn. Đây nè, khi mà tụ C3 nó có điện nha các bạn, lúc nào cái tụ C3 nó có điện á, thì lúc đầu nó sẽ tích trữ năng lượng cho cái cuộn dây, rồi từ đó khi mà cái IC ngưng á thì cuộn dây nó sẽ nạp lại điện cho cái tụ C3. Từ từ cái tụ C3 này các bạn, khi mà mình mắc cái dãy led này lên nè, một cái dãy chip led các bạn, chip led cho mạch đó, đây nè, dãy chip led này lên đó là nó sẽ tạo thành vòng nha các bạn, cái mạch kính đó. Đây nè, cái tụ C3 này nè, nó tạo cái dòng kính nha bạn, đơn vẽ ha thôi mà. Đây, đây là cái dòng chính, là dòng I3 nha các bạn, I3 nè, là cái nguồn này, nguồn cung cấp lúc nào cũng cung cấp cho cái dãy led hoạt động đó, nó sáng các bạn. Khi bị cái nguồn này có điện nha bạn, nó sẽ phóng điện từ dương qua âm nha các bạn. Tiếp tục C3 nè, nó đi qua cái dãy led này, nó cung cấp nguồn điện điện áp cho dãy led này hoạt động ha, nó tạo thành dòng I3, I3 nó cũng rồi nó và cái chân âm của cái tiếp tục C3 này nha các bạn. Thế thì cái con R3 này có nhiệm vụ gì? Cái con R3 này á, nó có nhiệm vụ cho là khi mà mình ngắt nguồn các bạn, ngắt nguồn á, cái tụ C3 nó xả điện, nó xả điện qua, xả điện cho cái con C3 R3 này các bạn. Khi mà tắt nguồn á, cái nguồn này nó tắt đi á, là cái tụ C3 này sẽ xả điện cho tụ C3, làm cái điện áp trên rơi trên cái tụ C3 này lúc nào cũng bằng không nha các bạn. Nó sẽ như cái R3 là giúp xả điện cho tụ C3 này nè. Còn cái chức năng các bạn có ý rồi đây, đúng không? Đây nè, cái dãy led này làm cho sao phát sáng nè. R3 sẽ đi cho C3, C3 là tích trữ nguồn nè. Cái cuộn dây này các bạn có biết chức năng luôn rồi. IC người sung. Và tất cả điện trở. Ok hết nha. Chứ còn cái nhiệm vụ con thế thì còn nhiệm vụ cái con D1 làm gì? Con đi ốc D1 nè các bạn. Đây này con đi ốc trên một, đi một trên trên bo là làm gì bạn? Cái con diode đi D1 này á, nó sẽ giúp xả, nó sẽ giúp xả điện cho cái cuộn dây này các bạn, cái cuộn dây này nó sẽ giúp xả điện cho cái cuộn dây qua cái tụ C3 này các bạn. Trường hợp cái con D1 này nó chết nha các bạn, trường hợp D1 chết đó thì cái điện áp chân A nó sẽ lớn, áp nó đặt gần cái gần này. Chân D của con MOSFET là bên trong cái con IC nguồn sung nữa các bạn. Nó sẽ làm chi chương mà IC này, cái con diode D1 này nó hư các bạn, là nó dễ làm chết cái con IC nguồn sung nha các bạn. Tại vì bên trong cái con IC nguồn sung nó tích hợp một con MOSFET đó, nó sẽ làm cái điện áp chân D này nó quá lớn,
khi mà tích trữ cái tập cái nguồn này nguồn 330 vùng DC mà nó khá lớn, nó đưa đưa cho cái chân đê này là sẽ làm cho chết IC này luôn nha, nhiều khả năng nó chết IC nhé các bạn. Đấy, tác dụng của con D1 iốt D1 á là nó sẽ giúp xả điện cho cái cuộn dây này nè, nó xả khá qua tụ nha các bạn. Từ cái lúc cuộn dây mà nó ấy là nó tích trữ năng lượng điện rồi nó cái cuộn cái diode D1 nè, nó xả điện qua cho cái tụ C3, nó xả điện cho trong cuộn dây này nha các bạn, là nhiệm vụ của nó trên chính nó nha. Đồng thời nó nói chung là mình cái mục đích khác của nó là nó bảo vệ, giúp bảo vệ cái con này nè. Chứ mà nếu không có con D1 này á là cái IC nguồn xung này các bạn, nó áp cái điện áp nó lớn lên cái chân D1 D nè các bạn, có thể làm chết IC nha các bạn, dễ chết, rất dễ chết ha. Cái con IC nguồn xung nè các bạn, cái con IC nguồn xung này, con IC dao động này nè, nó hoạt động cho tôi đóng ngắt nha các bạn. Nên mình đã giải thích cho các bạn á là cái quy trình hoạt động của nó, là khi mà nó hoạt động của nó dẫn á là như thế nào, rồi khi mà nó ngắt các bạn, chương trình nó ngắt á là cái điện áp này nè, điện áp trên cái cuộn dây nó sẽ nạp lại cho cái tụ C3, là cái tụ C3 này lúc nào cũng chắc chắn cũng có điện á, nó nhằm cung cấp điện cái nguồn liên tục cho cái dãy led này nào mà dãy chip led này hoạt động nha, chứ không có cuộn dây này á là cái nguồn này nó ngắt nha bạn, khi cái điện áp này nó yếu là cái đèn này nó sẽ mất điện áp nha bạn, nó không có điện áp mà là chính nhờ cái cuộn dây này nó tích trữ năng lượng. Rồi có quá trình tiếp theo các bạn, có quá trình tiếp theo là IC dẫn á, là nó làm cái chu trình y hệt là nó nè cái nguồn nè, nguồn này nó sẽ nạp lại cho cuộn dây này, là nó sẽ ngắt, nó sẽ ngắt là cái cuộn dây này là xả lại, là cái quá trình hoạt động liên tục luôn như vậy nha bạn. Đây là lý do tại vì trong mạch đó bạn, trong mạch này nè, cái con hoạt động nhiều nhất là cái con này nha bạn, cái IC nguồn xung nè, nên quá trình hoạt động nó phát sinh ra nhiệt á nên nó dễ chết nha các bạn, nó rất dễ chết nha cái con này nè. Nên khi mà các bạn bạn có một cái nguồn led driver á mà nó chết á, các bạn đo điện áp nè hay b, các bạn đo b cộng nè, cái đường b cộng vẫn có ok nha, nhưng mà cái các bạn đo với ao á cái điện áp chỗ này nè, điện áp cấp cho dãy led này nó không không có nha các bạn, là các bạn phải nghĩ ngay đo trước tiên, đo đo cái kiểm tra cái con IC nguồn xung nè các bạn, hay là con IC dao động này nè, chắc chắn nó đa nha các bạn, tại vì nó hoạt động nhiều quá, nó sẽ nhiều khi nó hoạt động nhiều hoặc là cái dòng điện nó tăng lên quá cao quá, hoặc là cái điện áp mà nó tăng nó vượt định mức của cái nhà sản xuất á, mỗi con IC có một cái thông số nhất định của nhà sản xuất các bạn, nó vượt quá là nó chết luôn nha các bạn. À, cái thứ hai á, trong cái chuyện này nó nạp nó dẫn nó ngắt nhẫn liên tục các bạn, dẫn ngắt dẫn liên tục quá nó sẽ phát sinh nhiệt, nhiệt là cái nhiệt độ con này nóng đó nha, IC này nóng đó mà nó không được tản nhiệt nó dễ chết nha các bạn, vì bên trong nó tích hợp mốt phát bên trong nha các bạn. Đây là lý do mình đã giải thích về trong các video mà tại sao mà cái nguồn led driver trong cái đèn led tiếp led trong gia dùng dùng trong gia đình các bạn là nó hay bị chết, là nó chết là cái chết là cái con IC nguồn xung này các bạn, tại vì nó hoạt động liên tục nha các bạn. Rồi như vậy á, là mình đã giải thích cho các bạn, giải thích cái sơ đồ nguyên lý và cái quá trình hoạt động của cái mạch nguồn led driver này nha các bạn. Cái mạch nguồn này là tương tự cho tất cả các đèn led trong gia đình như đèn tiếp led T8 là led bulb, led âm trần hoặc là led U nha các bạn. Cái nguyên lý hoạt động là hoàn toàn tương tự nhau nha các bạn. Rồi video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Trên kênh mình của mình nó có rất nhiều video và hướng dẫn sửa chữa cái nguồn led driver, rồi cái đèn led, tất cả là đèn led, rồi cách tháo đèn các bạn. Rồi các bạn có thể tham khảo trên video kênh của mình nha. Rồi các bạn nào thắc mắc gì á, thắc mắc hay là có cần tư vấn gì á, các bạn cứ để viết lại comment trong video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha. Chào các bạn.